Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Ngô Văn Quốc, cựu đại úy công an công tác tại trại giam Bình Điền, đóng tại xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc Cục C-10 Bộ Công an về tội cướp tài sản và chiếm đoạt sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo kết quả giám định pháp y tâm thần của cơ quan chức năng cho thấy, đối tượng này bị hạn chế nhận thức. Sáng 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Ngô Văn Quốc, cựu đại úy công an công tác tại trại giam Bình Điền, Đóng tại xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc cục C10 Bộ Công an về tội cướp tài sản và chiếm đoạt sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nhận giấy triệu tập, đại diện tiệm vàng Thái Lợi, trại giam Bình Điền cùng một số người liên quan có mặt. Đại diện tiệm vàng Hoàng Đức cùng một số người được tòa triệu tập nhưng vắng mặt. Sau khi hội ý tại chỗ, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục xét xử. Theo cáo trạng, do quá trình điều tra nhận thấy Ngô Văn Quốc có nhiều bất thường trong khai báo và thực hiện hành vi nên cơ quan công an đã ra quyết định trưng cầu giám định. Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền Trung, trước khi gây án, tại thời điểm gây án và hiện tại, Quốc bị rối loạn nhân cách thực tồn F070, bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Trước đó, năm 2014, Quốc điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, trở thêm một người bạn rồi tự gây tai nạn giao thông, hôn mê và điều trị tại bệnh viện khoảng 15 ngày. Sau khi về nhà, Quốc có biểu hiện đau đầu, ù tai, giảm trí nhớ, từ năm 2016, tính tình Ngô Văn Quốc dần thay đổi, trở nên nóng nảy, thỉnh thoảng gây cổ với nhiều người, phá đồ đạc trong nhà và ngồi nói một mình. Đến năm 2021, tính tình Quốc cáo gắt rõ hơn, thể hiện ở việc thường xuyên nghi ngờ vợ ngoại tình và hay nói có người ở nơi làm việc chủ dập, gây khó khăn trong công việc và sinh hoạt tại cơ quan. Mặc dù được nhiều cấp trên cùng người thân khuyên nhủ, nhưng Quốc không thay đổi. Ngày 31 tháng 7 năm 2022, Ngô Văn Quốc từ phòng nghỉ đến cổng gác để tiếp nhận ca gác Tại công gác, quốc nhận bàn sao từ một cán bộ khác một khẩu súng AK có gắn hộp tiếp đạn, không có đạn. Một hộp đạn có 10 viên đạn đặt trong hộp bàn cùng với một số thiết bị vật dụng khác. Sau khi đổi ca gác, quốc bất ngờ nảy sinh ý định về chợ Đông Ba, nơi có đông người qua lại, với mục đích gây náo loạn, gây mất uy tín lãnh đạo đơn vị. Để thực hiện ý định, quốc mượn xe máy của cán bộ trại giam rồi chạy đến cổng gác số 3, gặp một chiến sĩ nghĩa vụ quân sự và nói đưa băng đạn để kiểm tra. Kiểm tra xong ca gác sẽ đưa lại. Khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, thấy xung quanh không có ai. Quốc thay băng đàn có đạn vào súng, bọc lại, rồi sử dụng xe máy chạy về chợ Đông Ba. Đến nơi Quốc dừng xe trước chợ, nhìn thấy tiệm vàng Hoàng Đức, cướp vàng rồi nhiều lần vứt ra đường cho mọi người đến nhặt. Sau đó Quốc đi về hướng cầu Giao hội, đến trước tiệm vàng Thái Lợi, bắn vào tủ kính và lần lượt lấy từng nắm vàng, khay vàng ném ra đường. Trong thời điểm thực hiện hành vi cướp trên, Quốc đã bắn chỉ thiên và bắn vào tủ đựng vàng sau đó dưới sự thuyết phục của đại tá Đặng Ngọc Sơn, phó giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế, nay đã nghỉ hưu, quốc buông vũ khí, bị lực lượng công an bắt giữ. Với hành vi ngông cuồng của bị cáo cựu đại úy công an Ngô Văn Quốc, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Quốc 7 năm tù về tội cướp tài sản và 1 năm 3 tháng tù về tội chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng mức phạt là 8 năm 3 tháng tù.